Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Đình Duy và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Hoàn Gián Đặc Sắc, Người Đến Sau. Những người đến dự buổi ra mắt phân hội thanh niên dân chủ được tổ chức ở trường Remit không nổi 40 mạng. Có một anh chàng còn mang theo cờ đỏ sao vàng khiến các thành viên ban tổ chức khó chịu ra mặt. Nhưng vẫn cố tỏ ra mềm mỏng, vì nếu không, rất dễ dẫn đến tình trạng sôi hỏng bỏng không. Bởi vì phần lớn họ đến đây là vì tò mò, kể cả những người đã đăng ký qua Internet. Không khí chỉ được hâm nóng khi ban tổ chức thông báo sau chương trình văn nghệ sẽ là màn biểu diễn công phá của các võ sư trẻ đến từ các trường đại học ở Tây Âu. Bên trong hậu trường, Bảo và mấy người bạn đồng môn đang gấp rút chuẩn bị vật dụng cho phần trình diễn của nhóm. Họ sẽ phải làm vỡ 9 viên gạch sau một cú chặt bằng cạnh bàn tay. Sau đó là màn công phá gỗ với những cú xìa tốc độ cao và một vài tiết mục khác nữa. Kết quả vượt xa những gì ban tổ chức mong muốn. Hình ảnh những chàng trai khỏe mạnh hùng dũng trên sân khấu quá sức cuốn hút đặc biệt. Đã có thêm 7 người đăng ký thành viên hội thanh niên dân chủ. Đang lối húi với đống đồ đạc sau buổi biểu diễn, Bảo chợt nghe thấy một giọng nói cất lên ngay sau lưng. Cậu là Lê Quang. Người đàn ông với bộ ria mép tỉa khéo tươi cười giơ bàn tay về phía Bảo. Cặp kính đen to bản che gần hết khuôn mặt khiến người đối diện phải nhìn thật chăm chú nhưng cũng chả thấy mắt ông ta đâu. Vâng thưa ông. Bảo vội đáp. Ông là... Người đó xua xua tay vẻ có lỗi. Xin lỗi cậu về sự đường đột. Nhưng quả thật cậu đã gây cho tôi một ấn tượng quá lớn. Cứ gọi tôi là Lưu. À vâng, ông Lưu. Bây giờ thì Bảo đã nhận ra người đàn ông đã từng gặp đôi lần trong các buổi hội thảo qua những lần như thế, cho thấy đây là một người không đơn giản và ông ta cũng chưa có mặt trong những hồ sơ mà Bảo từng nghiên cứu. Bỗng có mấy người lao sao đi vào. Trưởng ban, chúng tôi đang tìm ông. Được rồi, tôi ra ngay đây. Đoàn ông ta đưa cho Bảo một tấm card visit rồi lấy bút ghi thêm mấy chữ vào mặt sau. Xong việc đến gặp tôi nha, quan trọng đấy. Rồi nở nụ cười thân thiện chào anh. Lúc này mấy người bạn diễn của Bảo cũng ở đâu đi tới, có một người hơi cúi mình nói khá nhỏ. Chào trưởng ban. Đám người kia đi rồi Bảo vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh quay sang người vừa chào. Ai thế? Ông ấy là trưởng ban tâm lý của Đảng Tân Việt, là tổ chức điều hành hội của chúng ta đó. À, ra vậy. Tấm các visit bằng nhựa màu ghi sáng khá sang trọng, có mấy dòng chữ. Đảng Tân Việt, Lưu Nhất Đáng, trưởng ban tâm lý. Địa chỉ 254 California, số điện thoại. Phía sau là mấy chữ viết tay. Lake Hotel Side, 116 Flemington, RD. Tôi rảnh từ giờ đến hết sáng mai. Lúc này đã là 7 giờ 30 phút, Bảo gọi một chiếc taxi từ chỗ anh đến đó cũng không xa lắm. Lưu trưởng ban trong bộ đồ ở nhà nhưng vẫn đeo cặp kính đen hồ hởi bắt tay anh, rồi với chai rượu rum còn khá nhiều. Là một tập đã. Chắc anh đã biết phần nào về tôi, nhưng có lẽ thế này sẽ rõ hơn. Tôi phụ trách mảng tuyên truyền trong đảng từ hồi mới thành lập. Dạo này công việc lu bu quá, cứ phải đi đây đi đó suốt. Vừa đưa ly rượu cho Bảo, ông ta vừa nói. Hình như cậu còn mấy tháng nữa là kết thúc chương trình học đúng không? À, vâng thưa ông, chỉ còn 6 tháng nữa. Thế cậu đã có dự định gì chưa? Về nước hay ở lại xin việc? Ông ta chăm chú nhìn Bảo với một vẻ quan tâm thực sự. Tôi cũng chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng... Hay là thế này? Ông ta ngắt lời. Tôi đang rất cần một trợ lý. Tôi đã xem hồ sơ của cậu. Khá ấn tượng đấy chàng trai ạ. Lại còn cái khoản võ vẽ nữa chứ. Ngày xưa tôi cũng là một tay cứng cựa đấy. Ông trưởng ban tâm lý nhấp xong hớp rượu rồi bật cười thoải mái. Bảo cũng nhìn ông ta rồi cười hùa theo. Tình huống bất ngờ này quả thực chưa khi nào anh tính đến. Có nhiều lắm thì anh cũng chỉ mong có được một chân trong ban lãnh đạo của hội thanh niên dân chủ. Tôi muốn được suy nghĩ thêm thưa ông. Bảo nói. Được thôi, thời gian còn nhiều mà. Nhưng tôi vẫn mong được làm việc với cậu, chàng trai ạ. Ông ta vẫn giữ giọng nói thoải mái như lúc đầu, chỉ có điều cặp kính tối màu luôn khiến cho người đối diện không tránh khỏi cảm giác xa cách. Đang lúc Bảo định tìm một câu gì đó nói cho hợp cảnh thì có tiếng gõ cửa. À, đây rồi. Vị chủ nhà lại hồ hởi khi một cô gái trẻ xuất hiện. Tôi đang chờ cô. Bảo thoáng giật mình. Cô khách trẻ vừa gật đầu chào anh chính là Thu Lan, một nhân vật quan trọng của Hội Thanh niên Dân chủ và cũng là đảng viên Đảng Tân Việt, người mà cấp trên đặc biệt lưu ý anh. Họ bắt tay nhau thân thiện. Vị chủ nhà có hàng ria mép, tỉa khéo, giới thiệu anh với Thu Lan.
Nhờ rất xúc tác là vị chủ nhà hay cười, chẳng mấy chốc mọi người đã chẳng còn ngại ngần. Phải công nhận Thu Lan có cách nói chuyện cuốn hút khó cưỡng. Trong từng tình huống cụ thể, cô luôn tỏ ra sắc sảo một cách đáng ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, chai rượu đã cạn đáy. Nhận thấy đã đến lúc phải ra về, Bảo lịch sự cáo từ, trong khi ông chủ nhà cũng không có thêm lời nào có ý giữ anh lại, dù chỉ là xã giao. Đêm Melbourne khá yên tĩnh. Mai bực dọc ném điện thoại xuống bàn. Ngoài kia nắng vẫn không ngừng phà xuống những luồng hơi nóng. Hơn nửa năm ở rừng xanh núi đỏ khiến cô ngán đến tận cổ. Lễ công vừa bảo cô cố gắng thêm một thời gian nữa. Mai lại cầm điện thoại lên, cô bấm số người quản đốc. Cậu trông coi nhà máy. Mai tôi về Hà Nội. Nhưng em có... Anh ta lúng túng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có phải là cậu định nói là có thể anh Công nói gì đâu, có phải không? Tôi mới là giám đốc ở đây, rõ chưa? Vâng, nhưng... Thôi, làm việc đi. Mai gắt lên khiến cho anh chàng nọ không dám nói gì thêm. Chỉ lát sau là có điện thoại của Công. Nếu thế các anh còn cần tôi làm gì? Anh hứa với tôi thế nào? Tưởng tôi là con trẻ hả? Thôi được rồi, tôi biết vai trò của tôi. Bây giờ đã khai thác xong thì bỏ đi chứ gì. Này, tôi nói cho anh biết, chưa xong đâu. Tôi không nghe gì cả, tôi cũng không thể bình tĩnh được. Phải gần nửa tiếng sau Mai mới kết thúc cuộc nói chuyện. Mặt cô đỏ ửng lên, lấm tấm mồ hôi trán. Phải thế chứ. Tưởng đây dễ bắt nạt à? Cái trò bắt tranh bỏ bò không áp dụng được đâu. Chẳng đợi đến ngày hôm sau, ngay buổi chiều Mai cho gọi lái xe lên. Cô bảo ông ta xuống Sài Gòn trong sự ngỡ ngàng hiếm thấy ở người tài xế đứng tuổi. Lúc ngang qua tay quản đốc, cô cũng chẳng thèm nhìn gã vì cô biết trong mắt gã, cô chẳng là gì. California, Hoa Kỳ. Trong căn nhà nhỏ nhìn ra con đường vắng, bà Tĩnh đang lau chùi mấy thứ vật dụng ở trên bàn. Ông Tĩnh ngậm tàu thuốc nằm dài trên ghế bố đọc báo. Lại kêu gọi biểu tình. Mấy trà kiệu lính chiến này còn mơ hồ đến bao giờ nữa đây? Ông bảo gì cơ? Ông Tĩnh đặt tờ báo xuống quay sang. Tân Việt lại hô hào bà con xuống đường kỷ niệm ngày quốc hận. Trời ạ, đã mấy chục năm rồi. Đã sắp sang thế kỷ 21 rồi. Thế giới bây giờ, họ còn lấy đối thoại thay cho đối đầu. Vậy mà. Bà bỏ cái khăn xuống khẽ lắc đầu nhìn ông rồi nhẹ nhàng. Hay là mình cứ nhìn một tí đi ông à. Hôm qua lúc ông ra ngoài họ lại đến đấy. Cái gì? Ông Tĩnh bật dậy. Sao hồi nãy giờ bà mới nói? Thì tôi sợ ông nóng lên rồi lại. Không, tôi chả có đóng điếc cái gì hết. Nếu góp quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt hay thiên tai ở đâu thì tôi chẳng tiếc. Nhưng nộp tiền cho mấy cha đấy thì không có đâu. Lại còn cái vụ bắt bà con phải vô ăn phở hòa nữa chứ. Nhiều chuyện. Bà thở dài lắc đầu nhìn ông. Bao nhiêu năm rồi cái tật khái tính vẫn không bỏ được. Nhưng mà ngày xưa ông cũng là lính đó thôi. Chắc người ta nghĩ mình là đồng đội xưa nên... Này, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Ngày xưa tôi chiến đấu cho lý tưởng, cho quốc gia. Bây giờ còn đâu nữa. Trong nước người ta cũng kêu gọi xóa bỏ hận thù, cùng nhau đóng góp xây dựng đất nước. Tôi thấy thế mới đúng. Đó bà coi, tướng Kỳ về nước cũng được chào đón, chứ có ai làm gì đâu. Còn các ông ấy kêu gọi phục quốc, chiến tranh gì đó, tôi không ủng hộ. Mà bà có biết không, tay ba tráng ngày xưa cùng trung đội, tôi lạ gì, ngựa ấy thì chiến đấu cái gì. Ông vừa nói đến đây thì có tiếng chuông cửa. Ngó qua lỗ quan sát xong, bà Tĩnh tái mặt nhìn ông. Các ông ấy đến đấy. Ông Tĩnh nhòm dậy sửa sang lại áo quần hất hàm. Bà mở cửa đi. Một nhóm 6-7 người lục tục kéo nhau vào. Thế nào, ông bà chuẩn bị xong chưa? Một gã mặc bộ dằn di, đội chiếc mũ nồi xanh hất hàm. Anh hãy giữ phép lịch sự một chút. Ông Tĩnh nghiêm mặt. Đây là nhà tôi. Lịch sự cái gì? Gã nọ cười khả ố. Bọn này đã lịch sự bao nhiêu lần rồi, hả? Lúc nào cũng kêu mình yêu nước, thế mà có mấy đồng bà góp cho quỹ kháng chiến cũng không thèm đóng. Thế là thế nào? Ông bà có còn là người Việt Nam không đó? Ông Tĩnh quay mặt đi vẻ bất cần. Tôi đã nói rồi. Nếu đóng góp cho các quỹ tương thân tương ái thì tôi sẵn lòng. Nhưng đóng tiền cho các ông để công về gây rối quê hương là tôi không. À, lão già này cứng đầu nhỉ. Lão có biết vụ thằng N không hả? Muốn theo nó không? Ông Tĩnh biết chứ. N vượt biên sau những năm 80 sang đây làm kỹ sư lắp máy thu hình. N không bao giờ tham gia vào các hội đoàn chính trị ở bên này. Năm ngoái, cha treo hai cờ song song. Người của Tân Việt đến hạnh huệ, bắt gỡ bỏ anh không chịu, còn xảy ra xô xát với chúng. Thế mà chỉ tháng sau, trên đường đi làm về, N bị tai nạn giao thông chết thảm. Thôi thôi, tôi xin các ông.
Bà Tính nãy giờ nem nép đứng cạnh chồng vội lên tiếng. Có gì để mai tôi ra trụ sở làm việc với các ông. Gã kia cười khà ố. Có thế chứ. Đây cũng không muốn làm căng đâu. Nhưng vì đại sự, vì cái chung, mỗi người phải có bổn phận của mình. Nhớ đấy nha, mai ra nộp tiền. Bọn chúng đi rồi, ông Tĩnh vẫn còn đứng đó, mắt vằn đỏ. Ông tìm nước uống vì thấy uất nghẹn nơi cổ họng. Thôi ông ơi, mình già rồi, hơi sức đâu mà đấu đá với chúng, coi như mình đi đâu đó bị rơi ví. Ông Tĩnh chẳng biết nói gì, chỉ thở dài. Sau chuyến công tác bên Úc, Bảo trở về Bỉ với nhiều tâm trạng. Việc đầu tiên sẽ làm báo cáo. Anh vẫn chưa thôi cảm giác bất ngờ trước lời đề nghị của một nhân vật cộm cán trong đảng. Bên nhà sẽ nhanh chóng gửi hồ sơ của ông ta sang thôi. Chắc cũng là một cựu binh của chế độ cũ. Còn Thu Lan, người mà anh đã nhiều lần tìm cách tiếp cận nhưng không thành công, thế mà lại tình cờ gặp cô ta ở đó. Theo thông tin từ trên thì Lan là cộng sự đắc lực của Chủ tịch Hội Thanh niên. Cô ta thuộc một trong số ít những người đầu tiên sáng lập ra tổ chức ấy. Là một cô gái thông minh, Lan luôn đạt điểm số cao trong hầu hết các môn học. Cô từng đạt danh hiệu học sinh ngoại quốc xuất sắc nhất nước Anh. Nhưng rồi dần dà chẳng rõ từ bao giờ, cô trở thành một kẻ chống cộng nhiệt thành hơn ai hết. Thu Lan đã qua nhiều lớp huấn luyện của Tân Việt và luôn được đánh giá là yếu nhân của đảng. Bảo thấy khá hứng thú trước nhân vật này. Hôm qua nhận được chỉ thị của cấp trên, nói anh phải về Việt Nam một chuyến, mục đích là để củng cố lòng tin của Tân Việt. Họ vẫn chưa thôi theo dõi Bảo. Alienor đang đi cùng gia đình, cô email cho anh hai lần, kèm theo vài tấm hình chụp cô bên những bờ biển đầy nắng ở Nam Mỹ. Hai hôm sau, Bảo thông báo sẽ về Việt Nam nghỉ hè. Dù đã được thông tin kỹ lưỡng, nhưng người phụ nữ đón anh ở sân bay gọi Bảo là con vẫn làm anh khá ngượng ngùng. Anh chỉ cầm tay mà không dám ôm lấy bà. Chẳng biết có phải cấp trên đã chọn một diễn viên hay không mà Bảo thấy bà ta diễn quá đạt, có cả những giọt nước mắt lăn trên gò má khi anh cứ lắp bắp gọi mẹ mẹ. Căn hộ tập thể được xây từ những năm 70 của thế kỷ trước, nằm trên tầng 4 sẽ là nhà của anh trong những ngày ở Việt Nam. Hôm đó trong bữa cơm, Bảo được biết người của Tân Việt đã từng đến đây để kiểm tra lý lịch của Lê Quang. Người đàn ông luống tuổi ngồi uống trà với anh sau bữa ăn vẫn được bà con trong tổ dân phố biết đến như là một cán bộ ngành than đã nghỉ hưu mới về đây mua nhà. Cứ nhèo nhèo mắt nhìn anh, khiến Bảo không khó để biết rằng đây là một cán bộ kỳ cựu của cơ quan an ninh. Sau vài ngày chơi Hà Nội, tự dưng Bảo bỗng muốn trở về nhà. Chỉ vài trăm cây số thôi mà những mấy năm rồi, không thư từ, chẳng tin tức, họ chỉ có mỗi mình anh. Có điều chắc chắn là họ biết rằng anh vẫn khỏe và vì công việc nên không thể về thăm họ trong suốt thời gian qua. Biết vậy nhưng giá mà có được một lần ghé qua. Người cán bộ lớn tuổi có vẻ gì không bình thường khi anh bày tỏ ý định của mình. Trong một thoáng rất nhanh, hình như ông ta hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được thái độ bình thản. Ông gật đầu vỗ vào vai anh về ân cần. Sau hai hôm thì lãnh đạo đồng ý, nhưng nói Bảo chờ vài ngày, họ cần sắp xếp. Ba hôm sau, anh nhận được thông tin chuẩn bị hành trang theo một nhóm phượt Tây Bắc 6 ngày, 9 giờ sáng mai sẽ xuất phát. Từ trên cửa sổ tầng 4 nhìn xuống, lúc mặt trời vừa ló, Bảo thấy có gần chục chiếc xe phân khối lớn từ từ tiến vào khuôn viên khu tập thể. Chào chủ nhà xong, anh khoác ba đô chạy xuống. Có một cô gái ngoắc anh lại chiếc Jaguar 350 sơn màu cam trông rất lạ. Loại xe này lần đầu tiên Bảo trông thấy. Cũng không có gì lạ lẫm vì hồi còn thiếu niên khi ở nhà anh đã từng chạy ké chiếc Minz màu xanh của bố. Chẳng mấy chốc cả đội xe đã ra khỏi nội thành. Đoàn sẽ vào nhà anh nghỉ ngơi một đêm theo phong cách homestay trên bố trí như vậy. Sau đó chúng ta sẽ vòng về qua ngã Cao Bằng Lạng Sơn. Cô gái trẻ ngồi sau xe anh chỉ cho Bảo biết như vậy rồi lại nhét cái headphone vào tai rồi lắc lư theo nhịp một ca khúc nào đó. Cả nhóm nghỉ chân trên một đỉnh dốc trước khi đổ đèo, dưới tung đũng đầy mây phủ kia là bàn của Bảo. Chỉ độ hơn một giờ đồng hồ nữa thôi, anh sẽ được trở về nhà. Chỉ hơi tiếc khi bây giờ mới đang là mùa hè, vì vài tháng nữa thôi, khi thu đến, cả vùng này sẽ ngập tràn hoa tam giác mạch, loài hoa của những ngày thơ ấu. Không hiểu sao, cô bạn đồng hành cứ chần chừ khi đoàn xe đã bắt đầu nổ máy. Lúc họ đã đi khuất rồi, cô mới lặng lẽ đưa cho Bảo một phong thư dán kín. Cô Bảo cấp trên dặn đến đây thì đưa cho anh, đó là một lá thư viết tay. Đồng chí thân mến, rất khó khăn khi viết những dòng này, nhưng sau khi cân nhắc, chúng tôi nghĩ rằng, rồi đến lúc đồng chí cũng phải biết. Chúng tôi tin vào sự mạnh mẽ của đồng chí, cũng như bản lĩnh của người chiến sĩ công an khi phải đối mặt với những thử thách. Cách đây hơn một năm, do bạo bệnh, nên cụ thân sinh của đồng chí đã qua đời. Chắc đồng chí cũng hiểu, vì công việc đang còn dang dở, nên chúng tôi không thể... Mắt Bảo nhòa dần đi, anh ngồi xuống một phiến đá, nhìn mãi ra xa.
mang đôi kính to bàn, Mai vênh mặt lên kéo chiếc vali ra khỏi nơi làm thủ tục hải quan. Cô đã nhìn thấy Lê Công đang đứng ở khu vực người nhà. Bó hoa trên tay anh ta làm cô thấy chướng mắt làm sao. Giá như là khoảng một năm về trước thôi, chắc cô đã đỏ mặt vì xúc động. Còn bây giờ thì... Có mệt không em? Vẫn cái giọng nịnh đầm, Lê Công hỏi cô sau khi đóng cửa xe. Cũng bình thường, quen rồi. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô thậm chí còn không thèm bỏ kính khi trả lời Công. Thôi nào, anh biết là mình cũng có đôi chút quá đáng, nhưng là con người ai chẳng có sai lầm. Vừa lái xe, Lê Công vừa làm lành. Mai không nói gì, cô nhìn ra ngoài cửa kính. Con đường rộng thênh thang, những tòa nhà to như trái núi bên kia đường, hoa bằng lăng đang sắp tàn, nhưng vẫn cố khoe nốt cái màu tím phớt của nó trên hè phố. Tắm xong, cô lại chỗ chai rượu của Lê Công, lấy một ly rồi nhấm nháp. Anh ta thích thú nhìn cô, rồi vòng tay ôm lấy Mai từ đằng sau. Lâu lắm rồi đấy nhỉ? Em đẹp quá đi. Cô im lặng thở nhẹ nhẹ, mắt hơi nhắm lại, gần như phó mặc. Sáng hôm sau, trong lúc dùng bữa sáng ở dưới nhà, không đợi Mai nói, Lê Công vào đề ngay. Thế này em à, anh và ban giám đốc đã họp rồi, thế theo nguyện vọng của em, bọn anh sẽ rút em ra ngoài này. Nhưng phải sau 2 tháng nữa thì cái người sẽ thay em mới kết thúc hợp đồng bên công ty cũ. Trong thời gian đó em tiến hành các thủ tục bàn giao dần, có khi không cần đến 2 tháng đâu. Mai vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, như thể có nghĩa là đã có sự nhượng bộ. Nhưng sau đó thì sao nhỉ? Ra đây rồi tôi sẽ ra sao? Cô ngờ vực hỏi. Tùy em thôi, một là lại về chỗ anh, hai là em sang Bắc Ninh, cũng gần mà. Mai dừng dưng gần đầu. Khi quay đi lấy cốc nước, cô không biết rằng từ phía người đối diện có một cái nhếch mép đầy chế nhạo vừa được tạo ra. Kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh của loài thú săn khi nó đã đưa được con mồi vào tầm ngắm. Luật sư Trần đã đồng ý cho Lê Công tùy nghi hành xử. Sau khi nghe gã thuyết phục về mối nguy hiểm tiềm ẩn cần phải bị loại bỏ, bởi nếu chẳng may xảy chuyện, có khi còn hỏng cả việc lớn. Nhưng cô nàng cũng đẹp đấy chứ. Luật sư Trần nhếch mép với Công sau khi buổi nói chuyện kết thúc. Kể ra cũng hơi tiếc. Công cười đều cáng. Chi nhánh của Tân Việt Hợp Pháp là một văn phòng nhỏ được thuê ở trong một khu chung cư khá cũ kỹ. Để đến đây phải đi vòng vèo qua mấy con phố cổ. Ngân sách chưa cho phép nên đặt tạm ở đây. Có lần Lưu trưởng ban nói với Bảo như thế khi lần đầu tiên anh đến đây cùng ông ta. Đã hơn 2 tháng, thi thoảng đặc biệt là vào các dịp cuối tuần, Bảo lại được gọi sang Paris, mà theo như họ Lưu nói thì là để làm quen dần với công việc. Anh thường lái xe đưa ông ta đây đó, gần như khắp Tây Âu, hầu như nước nào cũng có du học sinh người Việt, thì ở đó có phân hội của thanh niên dân chủ. Một điều rõ ràng là nhờ vào vai trò là thư ký dự bị cho Lưu Minh Dân, nên anh nắm rất rõ đó là Tân Việt đứng đằng sau tất cả những hoạt động của những người trẻ tuổi. Đã có rất nhiều khi Bảo thấy họ thật đáng thương. Sự nhiệt tình của tuổi trẻ đã đặt không đúng chỗ. Nhưng anh cũng muốn tin rằng, theo thời gian, rồi họ sẽ hiểu ra, hay ít nhất họ cũng sẽ chọn cách hành xử nào đó sao cho phù hợp nhất. Một buổi chiều, Lưu trưởng ban bảo anh đưa đến một khu phố yên tĩnh, nơi có những khách sạn sang trọng. Ông ta cho dừng xe ở một ngã tư gần đó rồi nháy mắt. Cậu được tự do đến 9 giờ sáng mai. Lúc ấy hãy đón tôi ở đây. Chúc một đêm Paris vui vẻ. Chẳng biết làm gì cho tới sáng mai, Bảo chạy xe lòng vòng, sau rồi anh tấp vào trụ sở hội thanh niên. Có một người dáng cao gầy đang ngồi sau chiếc bàn gỗ, cạnh biểu trưng của hội. Anh ta vui mừng bắt tay Bảo, họ đã biết nhau qua những lần hội họp. Hay là đi đâu làm vài vại đi, tôi cũng sắp hết giờ trực rồi. Sau mấy câu xã giao, anh ta gợi ý. Lời đề nghị cũng khá là thú vị, khiến Bảo khó lòng chối từ. Anh nhanh chóng gật đầu. Sau vài ly bia, cả hai đã không còn nhiều khách sáo, xung quanh đông khách nhưng không đến nỗi ồn nào. Mình này, hình như cậu cũng ở Hà Nội phải không nhỉ? Đúng rồi, nhà tôi ở Ngọc Khánh, trong một con ngõ cụt. Em gái tôi năm nay cũng vào đại học, nó bảo sẽ cố để qua đây, nó cứ tưởng mọi thứ dễ dàng lắm. Mình nói mấy câu cuối với một trạng thái không vui. Bảo cười thông cảm, khi có chất men trong cơ thể, con người ta bỗng trở nên dễ bộc lộ. Có khi cả những câu chuyện mà nếu không uống sẽ chẳng bao giờ họ bày tỏ. Nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có để khai thác thêm về cái tổ chức mà anh đang tìm hiểu, Bảo lại đưa cốc sang bạn nhậu. Nào, uống đi. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó mà. À, cậu vào hội lâu chưa? Minh tu một hơi cạn đáy, xong cậu ta dằn mạnh chiếc cốc dày xuống mặt bàn. Đôi mắt đã có vài tia vằn đỏ, nhìn Bảo cười chua chát. Thực ra thì tớ bị lừa, họ dắt mình như dắt trâu vậy. Được khoảng hơn năm thì tớ nhận ra nhiều sự thật mà mình thấy khác xa với những gì họ vẫn nói.
muốn rút thì đã muộn. Bảo không nói gì, anh chỉ gật gù tỏ vẻ cảm thông với người đối thoại. Nghiệp vụ của ngành đã nói rất kỹ về tầm quan trọng của sự im lặng, hãy để đối phương được dịp mở lòng khi anh ta muốn. Họ trưng ra cho tớ hóa đơn đã chi trả cho 6 kỳ học cuối, đó là chưa kể những chuyến tham quan du lịch khắp nơi trên thế giới. Vừa nói, Minh vừa nhìn Bảo như để tìm sự đồng cảm, nhưng có vẻ như cậu ta chưa nhận thấy điều gì đó ở người đối diện. Thế nên cậu ta quay đi chỗ khác. Cậu không hiểu đâu. Rồi im lặng khá lâu. Hai người đàn ông lặng lẽ uống phần của mình. Mỗi người chắc đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó. Bỗng Minh quay sang Bảo nói như thì thầm. Những cái đó tớ cóc sợ. Nhiều lần tớ đã nói thẳng với họ những suy nghĩ của mình, nhưng rồi họ đã làm một điều khiến tớ phải im lặng. Bảo nhíu mày nhìn vào đôi mắt đã ngầu đỏ của bạn nhậu. Trong ấy là một sự chịu đựng pha chút bất cần. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Họ đưa cho tớ tấm ảnh đứa em gái đang trên đường đi học với một dấu chéo đỏ. Và thế là... Minh cố nén tiếng thở dài nhưng không được. Nó bật ra gấp khúc nghe như một tiếng nấc cạn. Bất giác Bảo đưa tay ra vỗ vào vai người thanh niên đang ở vào những phút yếu lòng nhất. Anh ta lặng lẽ nhìn ra xa nơi mặt trời đang lặn xuống dòng sông Sen. Ánh hoàng hôn làm đỏ rực cả một vùng mặt nước. Trong khi Minh đã gục xuống bàn vì say. Liệu đây có phải là một chiêu nữa mà Tân Việt đang tung về phía anh? Biết đâu gã này lại chẳng phải là một tay cứng của họ. Chúng đang dò tìm sự thật, hay đây chỉ là một nạn nhân của những toan tính bẩn thỉu mà thôi. Bảo cần có hồ sơ của Đỗ Hoàng Minh từ Việt Nam gửi sang. Nghĩ đến đây, anh đứng dậy trả tiền. Phải khó khăn lắm, Bảo mới lôi được Minh lên xe. Anh ta gần như chẳng còn biết gì. Lúc ấy, chiều Paris đang tắt dần. Tây Nguyên. Đã hơn 2 tháng, công nhân xưởng chế biến gỗ không được trả lương. Lê Công điện thoại cho biết công ty đang gặp một số khó khăn. Anh ta nhờ cậy Mai thương lượng với công nhân, bảo họ rằng hãy kiên nhẫn. Một số tổ đã không đi làm, họ tụ tập trước cổng xưởng đòi tiền công. Mỗi lần như thế, Mai lại bảo tay quản đốc ra giải thích với họ. Ngã vốn là một người giỏi ăn nói, nhưng nghe chừng không hiệu quả lắm. Đang ngồi trong phòng xem xét lại một vài số liệu thì có tiếng gõ cửa gấp gáp. Mai hắng giọng. Bảo đi. Tay quản đốc hớt hải bước vào mặt đầy lo lắng. Không xong rồi chị ơi, công nhân lại nghỉ làm, họ tụ tập ngoài cổng, chỉ còn khoảng một nửa là vẫn vào xưởng. Mai ngán ngẩm nhìn cấp dưới. Thì như tôi đã nói rồi đấy thôi, với lại chắc là cậu còn biết trước tôi. Công ty ngoài Hà Nội đang gặp chút trục trặc về tài chính. Mà lương tháng này không lấy, không lĩnh, thì tháng sau lấy, có gì đâu mà thiệt. Cậu ra bảo với họ như thế. Quản đốc nhăn nhó. Em đã nói hết rồi, nhưng họ cứ đòi gặp giám đốc. Họ muốn chị phải giải trình, em nói họ không nghe, có đứa còn đánh em đi này. Rồi gã vén tay áo lên để lộ rõ một vùng da bầm tím. Thôi được rồi, bảo với họ là tôi ra ngay. Dạ vâng, vâng. Gã quản đốc nói rồi vội quay ra, khép cửa phòng lại xong, gã nở một nụ cười quỷ quyệt. Trước cổng khoảng hơn 100 công nhân, người đứng kẻ ngồi, ai cũng lộ vẻ mệt mỏi dưới nắng hè. À, kia rồi, bà giám đốc ra kia rồi. Thấy cô họ nhao nhao lên, cả tiếng dân tộc lẫn tiếng Kinh. Anh chị em bình tĩnh nghe tôi nói, mà cố sức lấy một giọng thật là nghiêm nghị. Tổ chức nào cá nhân nào cũng có lúc phải gặp khó khăn, từ trước đến giờ đã có khi nào chúng tôi chậm lương anh em đâu. Một người thường đứng cạnh tay quản đốc dịch lại lời của Mai cho công nhân, nghe xong họ có vẻ bớt ồn ào. Hiện nay công ty ngoài Hà Nội đang gặp chút khó khăn, chắc chắn tháng sau sẽ có lương trả cho anh chị em. Mai lại lên giọng, cố gắng át đi tiếng đám người phía dưới và cái nắng gay gắt buổi trưa hè. Người thông dịch lại lên tiếng, không có ai để ý thấy tay quản đốc vừa hích nhẹ vào cạnh sườn của anh ta. Người nọ vừa dứt lời bỗng bên dưới trở nên hỗn loạn. Đám đông nhộn nhạo dâng lên, những ánh mắt tức giận, những cánh tay giơ cao, hồ nhào về phía Mai đầy giận dữ. Cô ngạc nhiên, hướng mắt tìm người thông dịch, nhưng anh ta đã lần đâu mất. Cả các quản đốc cũng biến đi đằng nào. Một vài người biết tiếng Kinh cũng tròn mắt khó hiểu. Xung quanh cô là một đám đông hỗn loạn, họ la hét chửi bới bằng tiếng dân tộc. Những người hiểu tiếng Kinh hình như đang cố can ngăn giải thích gì đó, nhưng đã muộn. Có một viên gạch bay về phía cô gái, rồi nhiều gậy gộc nữa. Mai nhanh chóng gục xuống. Mấy hôm sau, tại nhà hàng chuyên thịt thú rừng nằm trong một thành phố cao nguyên, có 3 người đàn ông đang vui vẻ nâng ly. Các chú làm rất tốt. Anh đã lo liệu xong cả rồi. Đây là phần của 2 chú. Người đàn ông trắng trẻo có nụ cười sáng và gương mặt thông minh đầy sấp tiền về phía 2 kẻ thuộc hạ đang rối rít cảm ơn. Rồi anh ta châm một điếu thuốc, tay cầm ly rượu, bước lại gần cửa sổ, nhìn xa xa về phía rừng xanh. Có gì đâu, chỉ là một lời nhục mạ bằng tiếng dân tộc thôi mà. Thêm một cái được nữa, như luật sư Trần đã nói, đó là lần tập dượt cho công nhân làm quen với việc đình công chống đối.
họ sẽ là nhân tố chính cho những cuộc bạo động sau này. Lê Công mỉm cười một mình, rồi dốc nốt ly rượu vào miệng. Kèm theo bản hồ sơ của Đỗ Hoàng Minh, cấp trên yêu cầu Bảo phải lấy được một số thông tin mới nhất thông qua viên phụ trách mảng tuyên truyền Lưu Nhất Đắng. Vì mới chỉ là thư ký tập sự nên chưa bao giờ Bảo được tham gia vào bất kỳ một cuộc họp nội bộ nào. Lưu trưởng ban cũng chưa hề ra một nhiệm vụ gì cụ thể cho anh ngoài việc làm tài xế, cho thông thạo đường xá, như ông ta vẫn hay nói với anh. Có điều lạ là cứ sau mỗi lần đưa ông ta đi đâu đó thì khi trở về xe đều dừng trước trụ sở hội, sau đó Lưu tự mình lái đi đâu đó. Tất nhiên Bảo cũng đã có một kế hoạch nhằm tìm câu trả lời, nhưng chưa có dịp. Làm cách nào mà lấy được tài liệu gì từ ông ta đây? Đang khi đau đầu vì bài toán cấp trên đưa ra chưa có lời giải, thì Bảo lại có lệnh đưa Lưu đi công chuyện. Lần này họ xuống phía Nam, thành phố Cảng Marseille. Đây là nơi có phong trào thanh niên hoạt động rất mạnh. Họ đang tổ chức một buổi tuần hành kêu gọi thả tù nhân chính trị. Sau chuyến đi mệt mỏi, Lưu trưởng ban hướng dẫn Bảo đến một khách sạn lớn nằm trên một khu phố khá kín đáo. Rồi ông ta nói rằng Bảo được tự do trong vòng 3 hôm. Đây là một nơi mà trước khi nào họ Lưu cho anh biết. Ông ta khuất sau cánh cửa sang trọng của một khách sạn một lúc lâu mà Bảo vẫn chưa rời đi. Tự dưng anh muốn biết chính xác nơi mà ông ta sẽ vào. Nghĩ như vậy, anh cho xe tấp vào một góc kín đáo rồi với lấy chiếc cặp của mình, đoạn anh nhanh chóng tiến đến màn lễ tân. Ông chủ tôi để quên cặp, tôi phải mang lên cho ông ấy. Xin lỗi, ông ta là ai? Anh chàng mắt xanh khá điển trai lịch sự hỏi. Là người đàn ông châu Á, vừa vào đó thôi. À, ông Lưu, ông ấy lên phòng 406. Cảm ơn anh. Nói rồi Bảo tiến về phía thang máy, anh bấm số 3. Nếu đây là nơi Lưu Nhất Đáng sinh sống thì hắn còn một nhân vật nữa cũng sẽ ở đó. Và rất có thể nơi ấy chính là địa điểm bí mật mà họ Lưu chưa muốn cho Bảo biết. Cũng không ngoại trừ khả năng mình sẽ tìm được thứ gì đó ở chính địa điểm này. Hai hôm sau, trong bộ dạng của một người hoàn toàn khác, Bảo trở lại nơi họ Lưu trú ngụ. Trước khi đi, anh treo trước cửa phòng tấm bảng gỗ có mấy chữ nguệch ngoạc. Quang đi cắm trại trong rừng ngày kia mới về, không nghe điện thoại, và vẽ dưới đó một hình mặt cười nham nhở. Anh ngồi bên kia đường, nơi có một quán cà phê vỉa hè khá đông khách. Bảo đang chờ đợi sự xuất hiện của một người. Đã có khá nhiều khách hứa ra vào, nhưng chưa thấy đối tượng đâu cả. Không sao, mình có cả hai ngày cơ mà. Dù khá nóng ruột, nhưng Bảo cũng tự an ủi như thế. Khoảng 11 giờ, đang mơ màng, nghĩ đến cô nàng Eleanor xinh đẹp, thì Bảo chợt giật mình khi ở ngưỡng cửa phía bên kia đường có một người phụ nữ phương Đông xuất hiện. Dù đã cố tình mang đôi kính đen ngoại cỡ và chiếc khăn trùm, nhưng anh không khó để nhận ra cô. Đúng như anh nghĩ, đó chính là Thu Lan. Rất nhanh chóng, một kế hoạch khá táo bạo hiện ra trong đầu người cán bộ tình báo trẻ tuổi. Nhưng Bảo lại giật mình lần nữa khi Thu Lan sang đường và đi thẳng về phía anh. Ồ, không, cô ta chỉ đi ngang qua chỗ Bảo ngồi và hướng về một siêu thị đằng xa. Sau đó vài phút, nghĩ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, Bảo lôi điện thoại ra mở máy. Có một cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn của Ali, nhưng quan trọng hơn là dòng tin của Hoàng Minh. Anh ta muốn gặp anh. Eleanor trưng hửng khi nhìn thấy tờ giấy treo trước cửa phòng Quang. Cô về sớm hơn kế hoạch 3 ngày vì có một cơn bão bất ngờ đổ bộ vào Argentina. Cô định sẽ cho Quang một phen tròn mắt, nhưng rồi Eleanor đành lùi thổi đi xuống. Cô buồn rầu quay ra bến xe buýt. Gần một tháng xa anh chàng mắt nâu rắn giỏi ấy, sao lâu quá. Dẫu vẫn thư từ online nhưng không gặp mặt nhau, cô cứ thấy sao sao. Mẹ cô thi thoảng lại trêu chọc. Liệu mẹ có cháu là người Lai không con? Bởi vì trong những câu chuyện với bà, cô hầu như luôn thêm chủ đề về vị huấn luyện viên võ thuật mới của mình. Lúc sắp xuống xe thì điện thoại báo có tin nhắn của Quang. Điều này khiến cô vui hẳn lên. Em sắp về chưa? Đang có bão rồi đó mà. Em về rồi, vừa đến chỗ anh, sao mà tắt máy? À, anh mới mở. Chuyến đi thế nào? Anh cũng sắp đến nhà. Sao? Thế là nghĩ mình vừa đi qua nhau hả? Xe buýt hả? Vâng. Thế thì ngay đoạn biên giới. Hay là, mà thôi, cũng muộn rồi. Mai gặp nhé. Ok. Kèm theo đó là một hình trái tim có cánh. Nó làm Bảo vui vẻ hát suốt trong lúc tắm. Nhưng có điều lạ là anh chẳng biết mình đang hát bài gì. Mình có vẻ ngượng lúc bắt tay Bảo. Anh ta cười một nụ cười hình vuông. Hôm nọ tớ say quá, chắc nói năng lung tung. Có gì cậu bỏ qua nhé. Mà tốt nhất là xem như tớ chưa nói gì. Tại men ấy mà. Không sao đâu, tớ cũng say mà, có nhớ gì đâu. Bảo cũng mỉm cười, khiến cho người đối diện bớt hẳn đi cái vẻ nhăn nhó khổ sở.
rồi họ chuyển chủ đề. Hóa ra Minh là một fan cuồng của Quỷ Đỏ. Thế là câu chuyện đi từ giải ngoại hạng đến nền bóng đá thế giới, vòng về Đông Nam Á, nơi cô đội bóng mãi vẫn cứ ỉ ạch quanh khu vực, trong khi những người láng giềng đã bỏ đi khá xa. Chẳng mấy chốc hai người đàn ông trẻ tuổi đã không thấy có khoảng cách giữa họ. Lúc chia tay, Bảo ngần ngừ giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt Minh, trầm giọng. Thực ra tớ cũng như cậu, cũng đã nhận ra vài điều không ổn nơi họ, chỉ là chưa biết tỏ cùng ai thôi. Nếu không ngại, thi thoảng chúng ta sẽ cùng trao đổi, biết đâu lại tìm được điều gì đó tốt lành hơn chăng? Minh hơi chững lại nghĩ ngợi vài giây rồi lắc lắc bàn tay bảo, có gì liên lạc nhé. Rồi họ chia tay nhau. Bảo nhìn theo cái dáng cao gầy của Minh đang xa dần, anh bỗng thấy lòng ấm áp hơn. Có thể mục tiêu mà những người như Minh đang theo đuổi không sai, thậm chí có khi nó còn là tất yếu, bởi bất kỳ ở đâu, con người ta chẳng có ai là không muốn có một xã hội dân chủ. Có điều, bất cứ một thành tựu nào dù lớn dù nhỏ cũng cần đến một thứ, đó là quá trình. Ngoài ra còn là phương pháp thực hiện, mà nhiều lúc còn phải là vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Còn ở đây, những gì đang diễn ra lại hoàn toàn khác. Nhóm người tự cho mình là đang đấu tranh cho dân chủ, rốt cuộc đang dần tự bộc lộ rằng họ chỉ là những kẻ cơ hội, tham lam, thậm chí là độc ác và sa đọa. Chẳng trách nào những người trẻ tuổi còn nhiều sự trong sáng trong tâm hồn ấy đã bắt đầu thấy thất vọng và đang dần xa lánh họ. Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác sẽ luôn diễn ra bất kể khi nào, và Bảo thấy vui vì anh chẳng phải là kẻ đơn độc trong hành trình ấy. Người chuyên viên kỹ thuật đến Paris vào một buổi sáng thời tiết khá mát mẻ. Bảo đón anh ta trong bộ dạng của một cô gái. Cả hai nhanh chóng đi về khách sạn. Phòng 407 đã được anh đặt trước từ khá lâu, với tiêu chuẩn 5 sao nên phòng nghỉ được bố trí rộng rãi. Đầy đủ tiện nghi, riêng nơi dành để tiếp khách, Bảo đồ rằng nó thậm chí còn đủ cho một cuộc họp nhỏ. Cậu mà là phụ nữ thì cũng khối anh chết đấy. Có điều bộ dạng đi đứng chưa được uyển chuyển cho lắm. Người cán bộ an ninh từ trong nước mới sang vừa cởi áo khoác ngoài, vừa hóm hình nhìn Bảo đang gỡ bộ tóc giả. Vâng, chỉ riêng cái của nợ này đã làm tôi chết nóng rồi. Anh vứt mớ tóc lên bàn rồi vớ chai nước tu một hơi dài. Chiều mai, Liêu Nhất Đáng sẽ đi Mỹ 3 hôm. Tôi không rõ là Thu Lan có tháp tùng hay không. Nhưng theo lệ thì cứ khoảng 11 giờ sáng cô ta sẽ ra ngoài, đến tầm 4 giờ chiều mới về phòng. Đây chính là thời gian thích hợp để anh tiến hành cài đặt thiết bị trong phòng 406. Còn nếu cô ta cũng đi theo họ Lưu, thì còn gì bằng. Làm sao mà tôi biết chính xác khi nào cô ta đi và trở về? Anh chẳng nọ băn khoăn. Yên tâm, tôi sẽ ngồi canh chừng ở bên kia đường. Nói rồi bà lại chùm bộ tóc giả lên đầu, anh cũng không quên bôi chút son môi. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, sáng ngày kia ta bắt đầu làm việc. Anh rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại đã khá cũ rồi đưa cho người đồng nghiệp. Tuy hơi có tuổi nhưng nó vẫn hoạt động tốt. Thế nha, tôi phải sang Bỉ, tối nay lịch tập không thay đổi. Họ vui vẻ chia tay nhau. Thực ra ngoài lý do đó ra thì còn một động lực nữa khiến Bảo muốn mau chóng trở về. Hôm nay là sinh nhật của Alieno. Cô không tổ chức ở nhà mà muốn tạo một không gian chỉ có hai người. Em muốn anh tặng gì? Bảo hỏi qua điện thoại khi vẫn còn đang ở trên xe. Không, chỉ cần anh về thôi. Ali giục. Được rồi, hẹn gặp em sớm, thế nhá. Anh không hôn em à? À, có, hôn em. Tắt máy rồi mà anh vẫn còn hơi ngượng nghịu với mình. Sự khác biệt về văn hóa luôn khiến Bảo cảm thấy thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên anh sống trong hương vị tình yêu ngọt ngào của một cô gái dành cho. Dù chưa ai nói ra lời nào có từ yêu, đó cũng là lý do anh chưa báo cáo với cấp trên về chuyện này. Bao nhiêu đồng hồ, đã sắp bước sang giờ buổi chiều, hôm nay sẽ là một ngày dài. Đây là lần thứ ba Minh trở lại Thái Lan. Đã hai lần trước, tổ chức thông báo rằng do cậu có thành tích hoạt động tốt nên được tưởng thưởng, mà hình thức là một tour du lịch dài ngày. Có điều hai chuyến đi trước đó ngoài vài hôm nghỉ ngơi ngoài biển ra, còn lại là những chuyến thám hiểm rừng núi Đông Bắc Thái Lan. Có lúc mình đã nghĩ đây chẳng phải là đi chơi mà nó giống như những cuộc thám hiểm thực sự. Cậu đã phải ngủ bờ bụi, tự nấu ăn trong rừng. Người hướng dẫn thì gọi đây là hành trình khám phá bản thân, trong khi đó có một vài người trong đoàn đã đổ ốm vì quá sức. Lần này cấp trên nói rõ ngay từ đầu rằng đây là một chuyến công tác, mình sẽ phải hướng dẫn một nhóm các thành viên của Hội Tân Việt và Thanh niên Dân Chủ trở lại cung đường mà những lần trước cậu đã đi qua. Sau gần một tuần xuyên rừng lội suối, cuối cùng thì Minh đã lờ mờ nhận ra mục đích của cả ba chuyến hành trình mà cậu đã trải qua. Họ muốn tìm một con đường để đi về phía đông. Sáng hôm ấy, Bảo đến ngồi ở góc khuất trong quán đối diện cà phê khách sạn từ lúc 9 giờ. Là ngày thường nên cũng không có nhiều người ra vào, nhưng đợi mãi đến tận trưa mà chẳng thấy Thu Lan xuất hiện.
từ trên tầng 4 chỗ cửa sổ của phòng 407 đã hai lần người đồng nghiệp ghé nhìn ra với một vẻ đầy sốt ruột. Thế mà chiều hôm ấy, theo như mọi ngày, khoảng 4 giờ, Bảo thấy cô ta ung dung đi vào với một túi đồ khá nặng trên tay. Chẳng lẽ mình bị qua mặt, hay cô nàng đã ra khỏi phòng từ đêm qua? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu người cán bộ trẻ tuổi. Lúc thanh toán tiền, Bảo làm như vô tình. Đồ uống rất ngon, phong cảnh lại đẹp nữa, tôi rất thích kiến trúc ở đây, cái khách sạn này. Không để cho Bảo nói hết câu, cô phục vụ khá mụ mĩm nhanh việc. Đó là một trong 7 khách sạn được xây dựng từ ngay sau Thế chiến. Ngày xưa cổng chính quay ra con phố đằng sau kia, người ta mở rộng tuyến đường này thành ra đây lại là cổng chính. Bảo tròn mắt, còn một cổng nữa hả? Cô gái mỉm cười. Chắc anh mới đến nên chưa biết, tuy ít được sử dụng nhưng có vài người thích qua lối ấy, nó yên tĩnh hơn. Dạ vậy, thế là cô nàng đã đi qua đó rồi, rồi lại trở về trước mặt mình, mất toi một ngày. Sáng hôm sau, bà và người đồng nghiệp ngồi ngay tại sảnh chỗ bàn tiếp tân, nhìn họ giống như một đôi vợ chồng người châu Á đang đi nghỉ tuần trăng mật. Chẳng phải đợi lâu, ngay sau khi Thu Lan bước lên chiếc taxi chờ sẵn ngoài cổng, vị chuyên viên kỹ thuật vội bỏ lên gác, để lại cô bạn gái ngồi một mình ôm lấy cái máy tính bảng. Anh ta cần khoảng gần nửa tiếng để hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị. Gần 2 tuần sau, chương trình ghi hình và nghe lén đã hoàn tất, kết quả tốt hơn sự mong đợi của họ. Ngoài nội dung hai cuộc họp của nhóm Chopbu được tổ chức bí mật ở đây, họ còn có được một tài liệu quý giá trong lần đột nhập cuối, đó là một bản kế hoạch mang tên Đông Tiến 3. Họ cũng chuyển về Việt Nam những hình ảnh không thể tốt hơn. Bên nhà sẽ phải xác minh danh tính một người mà họ gọi là luật sư Trần, anh ta đã hai lần có mặt trong các cảnh quay mà kỹ thuật viên ghi lại được. Chỉ 3 tuần sau, có chỉ thị gửi sang, nội dung rất ngắn gọn. Sắp có bão, đi tiếp. Cùng thời điểm ấy, Lưu trưởng ban thông báo với Bảo về một chuyến đi du lịch Thái Lan sẽ được tổ chức vào thời gian gần đây. Song song với việc võ đường do Hội Thanh niên Dân chủ quản lý vừa khai trương khiến anh trở nên khá bận rộn. Họ thúc giục anh tăng cường hướng dẫn số học viên và người của hội các kỹ thuật cận chiến cấp tốc. Vì thế mà anh không còn thời gian cho Lienor, họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại, thi thoảng cô mới xuống thăm anh. Những lần như thế, họ thường ngồi bên bờ sông Sen ngắm cảnh hoàng hôn đang xuống phía hạ lưu. Những buổi chiều ấy thường kéo dài vì chẳng ai muốn về sớm cả. Chuyến hàng đánh thẳng từ Lào lên biên giới không qua trung gian vừa kết thúc cách đây ít hôm vẫn khiến Lê Công ngất ngây. Tính ra số tiền có được do không phải đi vòng tăng lên đến gần một nửa. Biết thế này Công đã làm từ lâu chứ chẳng đợi đến bây giờ. Nhưng nếu không có anh ta thì còn khướt mình mới khôn được. Mà có khi lão thầy bói ấy nói đúng, hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà Công lại mò lên phủ Tây Hồ thắp hương xong, lúc quay ra thấy có ông già mù với cái mu rùa ngồi dưới gốc cây đại. Tự dưng Công muốn xem một quẻ, sau khi giờ dẫm khắp lượt mặt mũi rồi hai bàn tay của Công xong, lão gật gù. Năm nay ông ứng quẻ đại cát, danh lợi đều đang đến. Mà khéo thế thật, hồi đầu năm luật sư Trần trong một lần vui vẻ đã nói rằng tình hình đang có chuyển biến tốt. Đại sự chắc chẳng còn bao lâu nữa là thành công. Nếu như thế, thì chả danh lợi đều hanh thông là gì. Nhưng Lê Công chợt đăm chiêu, bởi lão thầy bói sau đó lại tỏ vẻ ngần ngừ. Tuy nhiên, có điều này, ông cho phép tôi mới dám nói. Công nhíu mày nhìn lão, còn gì nữa đây? Đoạn cất tiếng cười vang. Ông cứ nói đi, tôi may rủi trong đời cũng nếm khá đủ rồi, còn gì mà phải sợ. Tay thầy mù cứ ngần ngừ mãi, sau mới hạ giọng. Tôi nghe trong thành tướng ông, có nhiều sát khí. Ông nên tích thiện nhiều, chớ bị cuốn theo chuyện ác. Nếu không kết cục chẳng mấy tốt lành. Lê Công thoáng giật mình nhìn ông ta, đoạn rút mấy tờ tiền ném vào trong chiếc bị cói rách, rồi nhếch mép cười mà đi, chẳng muốn nói thêm điều gì. Thế rồi vụ cô thư ký xảy ra, tuy không trực tiếp nhúng tay, nhưng mọi đường đi nước bước chẳng phải một mình Công vạch hết hay sao? Nghĩ đến đây, Công bỗng thấy no no. Đang lúc ưu tư như thế thì có điện thoại của luật sư Trần, anh ta muốn gặp Lê Công gấp. Chỗ ở của Minh nằm trên một khu phố có đông người Việt sinh sống. Nơi đây có đủ các loại dịch vụ thuần Việt. Hôm nay Minh rủ Bảo về nhà và hứa sẽ đãi anh một chầu phở 24. Nghe thế anh chẳng thể nào từ chối được. Cái thứ đồ ăn rất riêng ấy luôn có sức hút lạ kỳ. Ngoài bà con mình ra, ở đây còn có cả người Hoa, người Thái và một số sắc dân Nam Á khác tập trung thành một khu. Cái thú vị là nhiều khi thấy như ở bên nhà, tớ được nói tiếng Việt cả ngày. Vừa ăn Minh vừa cười thoải mái. Có lẽ việc tìm được một người bạn đủ tin cậy khiến anh ta cũng thấy nhẹ lòng. Cũng phải thôi, con người ta ngoài những điều thiết yếu ra thì nhu cầu được chia sẻ luôn thường trực bên trong. Chỉ cần mở đúng lúc là nó sẽ tuôn trào. À,
Thế bảo là đợt tới này cậu cũng sang Thái à? Như chợt nhớ, Minh quay sang hỏi. Đúng vậy, tớ đi cùng Lưu trưởng ban, ông ta nói có công tác gì đó khá quan trọng. Minh gật gù rồi nhún vai vẻ ngẫm ngợi rồi hạ giọng. Khó đấy, tớ đã qua đó 3 lần. Nếu không nhầm thì họ đang tìm cách vượt qua biên giới, và đích đến là đâu, chắc không cần phải nói ra, cậu cũng đã hiểu. Ra là vậy, Bảo đã phần nào nắm được vấn đề qua việc đọc nội dung bản kế hoạch thu được hôm trước. Nhưng trong đó không đề cập đến những chi tiết cụ thể, và việc Minh đã được phân công khảo sát thực địa cho thấy họ đang có những bước đi khá dài. Nhưng theo tớ thì trong thời đại bây giờ, việc dấy lên những vụ bạo động không phải là cách làm khôn ngoan. Với lại, nói gì thì nói, riêng lĩnh vực quân sự thì Việt Nam mình vẫn là một trong số ít các nước có quân đội mạnh trong khu vực. Nếu cấp trên định sử dụng vũ lực, e rằng... Đúng, đúng, đúng. Minh cướp lời, nhưng mà anh em mình cũng chỉ biết vậy thôi, chứ quyền hành nằm trong tay họ, nói ra thì phòng có ích gì. Thân còn chẳng lo được. Cậu ta bỗng lại trở nên giàu dĩ. Không, tớ lại nghĩ khác. Chả gì bọn mình cũng là thành viên trong tổ chức, việc đóng góp ý kiến cho lãnh đạo tớ nghĩ cũng là điều rất bình thường. Còn về chuyện cá nhân thì cậu cũng chớ nên lo lắng nhiều, đã có gì ghê gớm đâu. Bảo lấy giọng ôn tồn nói với người bạn trẻ. Mình có vẻ vẫn chưa đồng thuận, dù gần đây cậu ta đã bớt ưu tư và thậm chí còn có phần nào đó có thái độ của kẻ bất cần. Làm sao để cậu ta yên tâm hơn được nhỉ? Chỉ khi nào gia đình, nhất là cô em gái mà cậu rất mực yêu quý không còn bị đe dọa nữa, thì có lẽ cái gánh nặng đang ở trên vai cậu ta mới thực sự được chút bỏ. Bảo quyết định lên một kế hoạch nhằm vào Minh. Vấn đề này anh sẽ đưa vào nội dung báo cáo trong lần tới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Người Đến Sau. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.